Anh sợ vợ quá ha. Bộ hết chỗ hẹn rồi hả? Anh hẹn ở đây lạnh muốn chết luôn vậy đó. Thôi chúng ta ra ngoài đi. Thôi 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 bỏ ra đi. Bộ muốn chết chồng hả? Anh nói nhanh mà. Anh nói đúng một lời chia tay. Gì? Chào người đẹp anh đi nha. Ê Tùng anh đang đóng phim với em đó hả? Em nói trước em không có giỡn mặt với anh đâu nha. Trời ơi anh nói thiệt mà. Anh không có giỡn mặt gì đâu. Anh làm sai ý bả là tàn đời trai của anh luôn á. Thôi bây giờ mình cùng hát bài. Chỉ chừng đó thôi. Anh bó tay luôn rồi. Anh im đi. Cái thân sợ vợ vậy á thì anh đèo bồng làm gì? Anh nở lòng nào anh thảy cho em cái bong bóng. Em ôm cái bong bóng đó bay chưa kịp cao anh lấy kim anh chích. Anh tàn nhẫn vậy hả? Anh coi được không? Trời em à. Nhưng mà anh thấy em cũng đâu có thiệt thòi gì đâu. Nè em quen anh đó. Em có biệt thự em ở nè. Vàng đeo đầy mình nè. Muốn gì nữa? Nhưng mà nhiêu đó nhầm nhò gì với anh? Em không biết. Anh đưa em thêm tiền. Kiếp sau đi. Anh đưa tiền cho em. Tùng. Từ bây giờ em quên chữ Tùng này đi nha. Đừng có nhắc anh nữa nha. Sớm mã này đúng không? Được rồi, mày biết tay tao. Dạ mấy dạ Dũng, dạ anh Dũng. Dạ, dạ rồi. Vào đi em. Vô đi em. Dạ anh Dũng. Cô Hồng Nơ, quản lý không cho cô tới đây. Tránh được. Có chuyện gì vậy Hồng Nơ? Cô gan quá ha. Cô mất trí nhớ rồi sao? Cô không nhớ những gì tôi đã từng nói với cô rồi hả? Cô mà còn lảng vảng ở đây thì đừng có trách tôi nữa nha. Có gì đâu mà nóng vội dữ vậy. Từ từ. Anh coi cái này trước đi. Rồi hãy đuổi tôi đi nghe không? Cô muốn gì? Anh cầm tấm hình này. Vô kêu em gái của anh ra đây cho tôi nói chuyện. Nếu không thì sao? Tôi. Khoan, Hồng Nơ. Ngồi đó đợi đi. Con khốn này. Mày dám hâm dọa tao hả? Chị xé tiếp đi. Xé tiếp đi. Còn nữa nè. Hay là tôi cho chị coi tấm hình gốc. Chị xem gương mặt chồng của chị đang xài xưa ngủ bên cạnh tôi kìa. Chị thấy sao? Bình tĩnh đi Út. Mày dấp. Để coi thử nó nói gì. Mày muốn gì? Kêu ông Tùng ra đây gặp tôi. Định ăn xong quẹt mỏ hả? Không có dễ đâu. Còn không hả, thì tôi không đảm bảo được là mấy chục tấm hình chồng chị ngủ bên cạnh tôi sẽ được tung lên mạng. Lúc đó hả, anh và chị sẽ nổi tiếng. Và cái quán này cũng sẽ nổi tiếng. Nó nổi tiếng tới nổi sập tiệm luôn đó. Mày dám? Tao giết mày. Giết đi. Anh nên nhớ, tôi đã có bản lĩnh tới đây thì anh cũng phải biết bản lĩnh của tôi nằm ở chỗ nào rồi. Giết tôi đi. Giết đi. Rồi cũng có người sẽ tung cả trăm tấm hình của tôi với ông Tùng lên. Lúc đó coi ai đẹp mặt. Kêu ông Tùng ra gặp tôi. Còn bằng không á thì chích chùm với nhau. Má. Giá tôi bèo nhèo dữ vậy hả? Mày dàn thiệt hay dàn giả vậy? Ây da. Có tiền sống đưa tiền. Đưa vàng cắn muốn gãy răng luôn vậy đó. Nhưng mà tôi nói trước,
tôi lấy trước như đây đó nha. Mày nhìn kỹ mặt con nhỏ này giùm tao. Anh làm gì vậy? Sau này nếu như có chuyện gì á, mày chiếu cố sắc đẹp nó cho tao nghe. Dù gì cũng một thời mặn nồng với nhau, anh làm gì mà thấy ghê vậy? Anh nghĩ đi, tôi đâu có ngu dại gì đâu mà đạp miếng ăn của mình. Trong chuyện này tôi không có lỗi gì hết á. Mà anh có đoán ra được ai chê tụi mình không? Đứa nào? Theo tôi được biết thì là con Lệ Chi, chủ karaoke sắc màu. Cái gì? Con Lệ Chi à? Đâu ra hay vợ? Mày vô trong kia lấy hết tiền cho tao. Đừng có lấy tiền của tôi. Đã cướp. Mẹ, có biết mày có nhiều tội lắm không hả? Tôi đâu có tội gì đâu chứ. Tội gì thì tự mày biết. Được bao nhiêu? Dạ khoảng 30 triệu. Tiền của tôi. Lấy hết cho tao. Dạ. Đừng lấy tiền của tôi. Có tin tao đốt cái quán mày không? Thằng kia. Dạ. Lấy xăng cho tao. Dạ. À, thôi được rồi, thôi được rồi, thôi được rồi. Mày lấy hết đi, lấy hết đi. Mày không nên xen vào chuyện của người khác. Mày biết chưa? Lần này là tao tha, lần sau rạch nát cái mặt mày nghe chưa? Dạ rồi, em biết rồi, em biết rồi à. Mày em. Đi tụi bay. Dạ. Dạ. Trời ơi, mày cởi trói giùm tao cái coi. Trời ơi, tay tôi cũng bị trói, sao tôi cởi trói cho bà chủ được. Ây da. Trời ơi, mà bọn chúng là ai vậy?